Trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng công an tỉnh đã chủ động triển khai các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự theo chuyên đề, địa bàn, lĩnh vực. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt gần 84%, tài sản thu hồi trên 1,2 tỷ đồng. Công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế có chuyển biến tích cực, đã phát hiện bắt giữ xử lý 600 vụ với 647 đối tượng, giảm 256 vụ và 237 đối tượng. Công an tỉnh cũng phát hiện bắt giữ gần 400 vụ với hơn 620 đối tượng về ma túy, giảm về số vụ và số đối tượng so với cùng kỳ. Công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm được thực hiện quyết liệt, qua đó kéo giảm số tổ chức và cá nhân vi phạm, giảm số vụ việc hình sự về môi trường.